Thưa quý vị, năm 2021, đại dịch COVID-19 kéo dài, tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Trong bối cảnh đầu tư xã hội ngưng trệ, Đà Nẵng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nhanh đầu tư công để khơi nguồn cho tăng trưởng dài hạn. Một trong những giải pháp được triển khai hiệu quả là tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các dự án trọng điểm động lực thi công theo tiến độ. Là địa bàn triển khai cùng lúc nhiều dự án trọng điểm động lực của thành phố, năm 2021, huyện Hòa Vang xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, thì huyện cũng đã có những điều chỉnh phù hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, cũng như tiếp dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư. Ban Thường vụ huyện ủy thì ban hành một cái nghị quyết chuyên đề về cái công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó thì phân công cho các đồng chí ban thường vụ theo dõi đứng điểm từng cái dự án, từng cái địa bàn mà phụ trách, là tập trung để tiếp dân, thì các hội đoàn thể và xuống vận động, đồng thời là trong cái thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để chúng ta minh bạch về các chính sách, giải quyết cho các hộ theo cái quy định của thành phố. Tính đến nay, huyện Hòa Vang đã bàn giao mặt bằng 2.273 hồ sơ trên tổng số 3.724 hồ sơ và hoàn thành giải phóng mặt bằng tại 22 dự án. Tổng giá trị giải ngân vốn giải tỏa đến nay đạt 102% kế hoạch sau điều chỉnh với khoảng 488 tỷ đồng. Nút thắt về giải tỏa được tháo gỡ đã giúp nhiều dự án triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công, như dự án khu công nghệ cao là một ví dụ. Các cái vật tư công trường là phải liên tục để mà phục vụ cho vấn đề thi công. Đối với vấn đề giải ngân thì đến thời điểm hiện nay là công trình cơ bản đã xong, thì ban quản lý đang hoàn thiện để mà bàn giao đưa vào sử dụng. Ngoài huyện Hòa Vang thì trong năm 2021, quận Ngũ Hành Sơn cũng là một điểm sáng khác trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Cụ thể, quận đã hoàn thành 11 dự án với tổng cộng 595 hồ sơ. Chúng tôi tăng cường công tác vận động tuyên truyền, giải thích cho người dân để người dân hiểu chính sách pháp luật về đất đai và đền bù giải tỏa. Cái thứ hai là ngồi những cái quy định áp dụng những cái quy định chính sách bồi thường, thì chúng tôi cũng đề xuất với thành phố một số trường hợp cần hỗ trợ thêm về chính sách đền bù cũng như tái định cư để làm sao người dân đồng thuận cùng với chính quyền trong việc giải tỏa đền bù cũng như tạo được cái cuộc sống ổn định cho người ta sau khi giải tỏa đền bù. Hiện nay trên địa bàn thành phố đang thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 248 dự án. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, tuy nhiên các đơn vị địa phương cũng đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp với thực tế và quyết tâm gỡ điểm kém về mặt bằng vốn tồn tại thời gian dài tại nhiều dự án. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, thì việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án sớm triển khai thi công là hết sức quan trọng để kích thích đầu tư công cũng như cả đầu tư xã hội, qua đó góp phần nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế xã hội thành phố.